hop on hop off. 4. Đi tàu nguyên ngày luôn. Nó mở cửa từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Được 10 cái pier, 10 cái chỗ. 150 bạc. Mình đang ở Saturn Pier. Đây nè, đây là mấy cái pier. Mình đang ở đây. Ngừng đây. Hình như là mỗi nửa tiếng. Mỗi nửa tiếng là mình mua vé đây nha. All day pass 150. Ok, ta cho mình cái bức lịch nè. Được rồi. Ừ, nó ghé đâu, mình có làm cái gì, mình muốn làm cái gì. Hả, thì nó đi xuôi theo nè. Icon Siam, Icon Siam xoay là cái mò. Rồi xong rồi tới ngồi lên trên cái dòng sông này nè. Đây nó cũng có cái bản đồ nè. Đó, có cái schedule luôn đó. Ở đằng sau, tuốt đằng sau á. Đây là khu chờ đợi. Mỗi nửa tiếng là có cái boat nó tới. Đây nè, mình có thể bắt đầu từ cái pier nào cũng được. Saturn là từ bắt đầu từ 9 giờ. 9 giờ rưỡi, 10 giờ cho tới 7 giờ 15 phút là hết. Đó thì mỗi nửa tiếng là nó có. Hiện bây giờ là 9 giờ 35 thì bây giờ mình phải ngồi đợi tới 10 giờ. Rồi xong rồi cái ngừng stop của nó là Icon Siam. Rồi xong rồi hết mấy cái này. Cứ đi vậy. All day. Có 2 tầng. Thank you. Bắt đầu ra khơi thôi. Ồ, mát. Ngồi chỗ nắng, ngồi này mát. Wow. Yin di don rap su re thong tiêu zhao pe ya. Welcome to Zhao Pe Ya Tourist Boat. Ta re to bai. Icon Siam. Phu de san sa ma tuyen sen thang bai. Re rap song Icon Siam. และรถไฟฟ้า BTS สายสีทองได้ที่ท่าเรือนี้ Next Pier Icon Siam Change here for Icon Siam Shadow Boat and BTS Gold Line. Cái con Thái này nó nói tiếng Anh nghe được mà. Đây Icon Siam nè. Here. Ở đây mình đi Chinatown. Woo. Đúng rồi, hop on hop off. Ở đây mình có thể mua vé ở cái pier nào cũng được hết.
đây là Chinatown bằng ngày. Quá trình náo nhiệt. Okay. Oh boy. The hustle and bustle. Mua sầu riêng sấy khô. Có mặn cọc không? Ở đây nè. Đâu? Mua hai cá đi. Nhưng mà mình có chỗ mình nó sắp được khô á. 160 bạc. Còn cái này 3 bịch là 500 bạc. Đó, anh muốn em đưa tờ 1.000 không? Để em đưa tờ 1.000. Nổi tiếng là từ xưa giờ. Bánh bò. Bánh bò kẹp đậu phộng. 40 bạc một miếng. Cái này hình như ăn sống nè. Mà mình không dám ăn sống đâu. Ăn chín còn sợ nữa sao dám ăn sống trời. Ăn sống á. Ừ. Có người buôn nó nữa. Đông lắm nha. Cái này, cái chỗ này bằng sao đi ăn á. Ừ. Có nhiều người ta đi ăn á. Chắc đi ba. Nguyên con là 480 bạc. Ok, tới, mình đi tới cái kia khác. Wow, quá đông luôn. Quá chừng đông luôn. Wow. Mình xuống thêm một cái kia nữa. Một cái tiếp theo. Đây là nó có chợ bông. Flower Market. Là chợ bông. Hai bên người ta bán bông cũng là cái chợ luôn, bán đủ thứ hết. Có dừa kìa anh. Đó. Có dừa đậu cao. Để sẵn luôn. Dừa thì 40 bạc một trái. Đi chỗ ngồi không? Đi chỗ ngồi chút không? Không, đứng ngoài đây uống thôi.
không ngọt lắm. Mận có 60 à? Mận có 60 à? Cái bột chuối ngon dễ sợ luôn. Tối ngày cái bột chuối thôi. Trời ơi, nụ tầm xuân rồi. Đẹp quá. Mấy người trời ơi, quá chừng mong. Này giống như chợ Hồ Thị Kỷ ha. Đây bên kia sen đẹp à. Ở đâu vậy? Đói rồi hả? Thôi ơi, có chả cá không? Mua chả cá. Cái này có xôi không ta? Cứ ra cho mình đi rồi. Quá chừng. Con này bán bông sỉ. Đúng là chợ bông. Nạp luôn. Giờ mình đón cái bốt của mình đi. Đây là một cái kia. Chiếc này đi là chiếc kia tới, chiếc kia tới là chiếc kia đi. Tấp nập luôn. Này giống giống như một cái service á ở dưới nước. Rồi đi. Chiếc của mình chắc có khoảng 5 phút nữa tới rồi. Ở bên đây một cái kia nữa nè. Water room here. Cái này hồi
mười mấy tháng trước mình đi mình ghé rồi, nhưng mà bữa nay bận quần short không có ghé được. Nếu mà ai mà muốn đi thì chuẩn bị bận quần dài, áo ngắn tay. Nếu mà đi bận quần đùi á, quần short á thì người ta cũng có cho mình mướn cái xà rong á mình quấn. Đẹp lắm, chùa đẹp lắm. Hey, đi thôi. Ở bên phải là Wat Pho phải không? Wat Pho. Grand Tower. Last stop, cái stop cuối cùng ai cũng phải xuống hết. Last stop. Ở đây toilet everywhere. Ở trên cái booth cũng có toilet luôn. Nên không sao. Đừng lo. 10 baht. Trời. Đây đồ quá chừng nè. Quá chừng đồ luôn. Mua cái xà rong về. Bận. Unisex. Whatever fit. Ủa mà là xuống đây nhiều nhà hàng, cái last stop nhiều nhà hàng lắm. Cái con đó hình như nó ăn đây nè, nó ăn đây nè, nó ăn đây nè anh. Có mì. Đường này tối nhộn nhịp rất vui. Quán cà phê nè, đẹp chứ sao. Dễ thương ha. Ok. Đó, giờ đi tiệm ship lên nên bây giờ mới có rồi, có mấy à. Ừ. Cái đó là phải trả tiền mặt. Massage, tiệm cắt tóc, tiệm gì cũng có hết. Giặt đồ luôn. Giặt đồ 1kg 40, 3 tiếng 60. Rồi mình cuối cùng mình chọn cái nhà hàng này nha. Nhà hàng này Wild Orchid Villa. Mình order cái dưa hấu. Yeah. Cảnh lý tưởng không? Chị này bán là cơm lam. This rice, right? Yeah, yeah. It's yummy. Yeah, yeah. Cơm lam. How much is this? 20. 20? Okay. I want to try. Mm-hmm. Yeah. Cơm lam, xong rồi nước mía. Trái cây. Cơm lam 20. Rồi xé ra cho mình luôn. Thank you. Thank you. Giống như xôi ạ. Ngon quá. Ngọt. Các em nhân viên ở đây á, thấy mình ăn cũng tưởng là mình không biết tước ra nhà. Cũng tưởng là mình ăn cái ống chè luôn. Cũng tưởng mình cùng cái gì. Lần đầu tiên ăn cơm lam là bánh Thái Lan. Rất ngon. Ngon hả? Cái này mà ăn với gà là bá cháy không? Chắc là phải mù xe.
Cho nóng. Chụp hình cho anh. Chụp hình cái đi. Chụp hình cái đi. Ăn gà nướng. Ăn gà nướng với xôi. Đủ con hả? Gà hơi khô. Chỗ này chắc cũng cái tối á. Tối nó mới đông. Đây có khách sạn. Gà nướng, cơm chiên. Cơm chiên gà luôn. Gà muống. Mực chiên.